Chào cả nhà mình ha. Sáng nay mình chia sẻ với cả nhà mình cái câu hỏi mà rất là nhiều anh em đang quan tâm đó, đến với dòng khú, đó chính là sao chim tôi nuôi hoài mà nó không có chịu múa, mà nó chỉ hót không thôi đó. Thì cái này thì thật sự mà nói là mình không biết giải thích như thế nào. Nói chung là mình sẽ giải thích theo cái kiểu của mình ha. Đó chính là con chim của mình á, thì cả nhà nuôi á, thì căng quen nhà quen cửa căng lên rồi mà nó không múa. Thì cái đó là do cái tố chất của con chim của mình nó không múa. Giờ anh em có làm kiểu gì nó cũng sẽ không thể nào mà nó múa đâu à. Cho nên là giờ có nuôi cái máy nuôi đến già anh chết nó cũng sẽ không múa à. Kiểu vậy đó à. Và cái nữa đó chính là cái chủ đề ngày hôm nay mình để nói để cho anh em phân biệt được những con chim nào mà nó có tố chất và những con chim nào mà nó có khả năng lên cánh lên đuôi, và mình nuôi sao cho nó lên được à, là sáng nay mình chia sẻ với mình cái đó. Thì đó là như thế này, đối với khú á, thì nó cũng giống như người của mình thôi cả nhà, là sẽ có người sẽ có khiếu này có khiếu kia à, còn con khú á, thì nó sẽ hót múa cánh đuôi xòe, có con thì xòe ôm cấm, có con năng, có con gian, có con là ôm, có con là nhấp nhấp à, và con người mình thì mỗi người sẽ có năng khiếu riêng là học múa được à, nhưng mà người thì có thể học múa ha à, múa năng khiếu múa là riêng và học múa là riêng nữa ha. Còn đối với chim thì nó không có nào nó học múa được nhớ nha. Rồi anh em lại nghe những anh em khác nói là anh mua con chim đó về thì phải cho nó học múa này kia nọ, thì xin thưa rằng với anh em là không bao giờ con khú có cái khái niệm gọi là học múa nha. Không không bao giờ là học múa được nha cả nhà. À, nó chỉ có là bản năng nó có thì nó mới có ha. Thì để mà nhận biết được con chim mà nó có múa hay không thì thật sự mà nói là anh em phải nhìn rất là kỹ từ những khâu đến khâu từ cái khâu chọn lựa rồi, chứ không phải cái lúc mà anh em bắt về anh em mới ấy ha. Thì lựa như thế nào đó có những con chim như vậy thì đối với mình thì tiền nào của nấy, thì tiền càng cao thì con chim của mình mới có giá trị hơn và cái khả năng nó có cánh rồi nó sẽ ok ha. Còn ví dụ anh em mình tiền thấp và ít thì không có nào có những con chim tốt chất như vậy đâu cả nhà, đảm bảo với anh em như vậy. Mà để lựa những con chim đó thì ra ngoài dựa hay là những nhà anh em khác thì thường thì nếu mà anh em đến nhà thì người ta sẽ treo rất là nhiều chim cho mình xem. Còn ngoài giữa chim á thì mình không có nào mà mình thấy được là những con chim đó là họ treo như thế nào, chỉ có để trên đó và mình coi mình ưng mình bắt thôi. Ở nên chỗ khó anh em kè như kiểu này như mình như nè, đối với những con chim lạ thì kè như thế này vào thì tụi nó sẽ có cái hiện tượng gọi là nó lạ cả nhà, là nó sẽ nhấp vô cánh này kia nọ đó, mình sẽ xem cái cánh như kiểu như này nó đứng được ra thì nó sẽ không có nào ấy được ha à, là mình sẽ treo lên thì mình xem cái biểu tượng của nó là nó có phồng men, là nó có ẹt thọt hay là gì đó hay không à. Còn mà ví dụ mà anh em mà thấy mà treo chim xong á mà có người ta lại người ta nói con chim này kia nọ và người ta làm cho con chim nó hoảng, giống như kiểu như thế này à, là nó hót, nó chưa có hót nhưng mà nó lại xè đuôi à, cái này là chưa chắc vậy là con chim mình nó đã là sẽ xè hót, khi hót nó sẽ xè như vậy đâu nha cả nhà à, thì sẽ không bao giờ có đâu nha cả nhà. Còn riêng á, ví dụ mà đối với những con chim á mà anh em nuôi sinh sản ra chim con á thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái chim bố mẹ nó khá là nhiều. Đó là lý do vì sao mà những con chim của mình á, mình chia cho những anh em khác á. Thì đối với những anh em khác mua thì cũng cùng màu giống y chang như vậy, nhưng mà giá thành thì nó rẻ hơn từ 1 đến 2 triệu một con à, thì anh em nói á, là có như vậy. Nhưng mà tại sao thì chim của Trung lại cao hơn? Thì mình xin thưa rằng mình cũng đảm bảo với anh em là chim con của mình thì mình đảm bảo với anh em là nó sẽ hót, có cánh, có đuôi hết à, chứ không phải như những anh em khác là họ bán xong rồi họ không dám đảm bảo cái phần đó. Thì đó chính là cái phần riêng biệt và khác của mình với người khác ở chỗ đó, tại sao cao hơn à, chứ không có gì hết à, như những con này của mình vậy thôi, là nó hót múa thì mình dám đảm bảo với anh em là như vậy. Và chim của mình đi lựa cũng như vậy luôn đó nha, là mình sẽ tìm à, những con chim nó có tố chất. Thì tố chất á, là ở cách như thế này nè cả nhà, là mình á, mình không thể nào mà đối với anh em chơi thì anh em không thể nào mà biết được à, là cái vấn đề như thế này, đó chính là ở nhà mình hoặc là ở nhà những anh em khác mà chơi mà chuyên nghiệp á, thì sẽ có những con gọi là chim diều à, hoặc là gọi chim mồi cả nhà à, mồi là để khúc cho những con chim bổi hoặc là những con chim khác nó có khả năng là nó lên cánh lên đuôi à, lên và lên như thế nào, lên có thể là lên là
khoảng 80-90% cái khả năng của con chim có khởi ha. Còn nếu mà thực sự nó lên 100% là lúc đó con chim của mình phải thật sự là nó rất là căng. Và nuôi căng rồi thì thật sự nó là cũng không cần những con chim ghẹo quá đâu, nó cũng sẽ lên đó. Thì cho nên là mình phải làm như vậy để có thể là mới chia sẻ cho những anh em khác chơi. Cho nên là nhiều khi anh em đi đến nhà những anh em bán chim thì anh em sẽ thấy cái trường hợp như thế này, là người ta treo rất là nhiều chim, và những cái con chim mà họ muốn bán anh em là họ sẽ treo nằm ở giữa như thế này, và ở ngoài bì hai bên cánh như thế này nè, nó sẽ là hai con mái. Mình đảm bảo với anh em là hai con mái. Và khi anh em hỏi người ta, ủa hai con, mấy con chim ở ngoài đó là gì, tôi chỉ muốn coi con ở giữa thôi, thì cái con ở ngoài đó đó cả nhà, cái con ở ngoài đó là nó, nhiệm vụ của nó là không la không gì hết ha, nó chỉ đứng nó ọt ọt ẹt ẹt thôi. Nhưng mà con chim ở giữa là nó sẽ thể hiện lên rất là nhiều ha. Đó chính là cái chén cơm của người ta, là kiếm cơm từ hai cái món ở hai bên ngoài ha. Và cũng là cái lý do vì sao anh em đem từ nhà người ta về và ở nhà mình nó lại không múa, là mình thiếu hai cái con hai bên hông đó. Và làm sao để mà khi về nhà mình không cần hai cái con bên hông đó vẫn hót, thì đó chính là cái mà mình cần phải biết thêm. Đó chính là mình làm sao cho con chim của mình nó thích nghi với lại cái môi trường đang sống của mình, và nó ăn uống chế độ nó như thế nào nữa. Một ngày anh em có thể là không cần tắm nắng, không cần phơi nắng, không cần gì hết, nhưng mà thức ăn của nó và cái gốc ở của nó là anh em phải làm. Có nhiều người họ sẽ luân chuyển liên tục để cho con chim của mình nó dạng là treo góc nào chơi cũng được. Và ở nhiều anh em mà không gian nhỏ thì anh em chịu khó anh em treo đúng một góc đó và anh em cho ăn ha. Và ăn gì thì nói chung là không cần phải ăn những thức ăn cầu kỳ đâu nha. Cám ba vị con chim vẫn căng hót âm xì đùng. Nhưng mà cái chế độ cái tiếp theo đó chính là kích máy cho phù hợp như thế nào để con chim của mình nó lên lửa từ từ, chứ không phải là ngày nào anh em cũng mở cái lo lên nửa tiếng một tiếng và mở thì lớn âm xì đùng lên, không phải như vậy đâu nha các nhà. Một tuần anh em chỉ cần cho con chim nghe cái tiếng máy từ 1 đến 2 lần, và một lần chỉ từ 2 đến 3 phút thôi, không cần mở nhiều, và mở rí rí nho nhỏ ở gần cái chuồng của nó. Ví dụ anh cái chuồng này nó đang ở sau lưng mình vậy ha, thì mình cách nó khoảng chừng 1 mét, mình mở cái âm lượng nó vừa phải thôi. Và cái con chim lúc đó là anh em treo cái lồng giống như kiểu mình á, là áo lồng hay trùm ngang để cho con chim nó nghe. Mình sẽ khúc từ từ dìu lửa con chim nó lên, và đến một hồi nào đó anh em treo ra, anh em bung hết lồng lên trên là dán áo lồng lên, thì anh em mở nhẹ một cái nữa, và sau đó thì từ từ anh sẽ thấy cảm nhận nó sẽ khác ha. Và khi mà anh em treo lên mà cảm giác nó múa hót rồi, ok rồi vậy á, thì anh em đi xa ra anh em mở cái tiếng lo nó lớn lên đó, thì một ngày anh em có thể là nghe nó hót múa là thoải mái luôn. Không tin thì cả nhà có thể làm thử, thì cái này là cái cách trải nghiệm của mình thôi. Còn đối với anh em khác chơi rành hơn thì mình không biết như nào, nhưng mà những con chim mình là mình thường thì mình làm như vậy để có thể là giúp cho mình thôi biết. Chứ thật sự mà nói, để mà có một con chim hót múa thì phải bỏ ra rất là nhiều tiền để có thể là mua được những con hót múa như vậy. Chứ còn mà sợ mà nói để mà tầm 1-2 triệu mà anh em kiếm một con chim hót múa mà cánh lên xè như kiểu này thì thôi, không bao giờ có đâu. Thật sự đảm bảo với anh em, chỉ có là anh em bỏ tiền đó nè, rồi anh em mua lục, mua đồ, anh em lên rừng, anh em bẫy, anh em kiếm thì mai ra sẽ có những con chim như thế. Chứ còn mà đối với mà tiền ít mà anh em muốn có những con rất cực kỳ khó ha. Cởi cả máy nhà mình thì cả nhà có thấy là nó ra nó cũng xè ấy đó, cả nhà thấy không, mới khải vô ẹt ẹt cái gánh đó in lên đó, thì như vậy con chim của mình sẽ ok ha. Đó cả nhà thấy không, nó nhấp thấy không. Beep!
Thôi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Thì hẹn cả nhà mình lại một video sau. Và rất là mong sự góp ý của cả nhà mình về những cái chủ đề mình làm, xem nó có đúng hay là hợp lý hay không, và nó có những cái vấn đề bất cập gì đó thì mong anh em giúp mình là bằng cách là bình luận hoặc là chia sẻ đối với những anh em mà họ đam mê chơi lâu rồi, để truyền đạt thêm những cái kiến thức của anh em đến với mình, để mình hoàn thiện mình hơn, sao cho nó tốt hơn, để mà mình làm những cái video mới chia sẻ đối với anh em mình là được rộng rãi hơn. Và cái khả năng để anh em chọn được những chim hay thì có rất là nhiều, không phải là nó sao ta, nói chung là để làm, mục đích của mình làm là để cho những anh em được có một sân chơi thật là tốt, không có phải gặp những cái vấn đề trục trặc về khi nuôi chim ha, và không còn những khúc mắc nào nữa. Cả nhà hãy thấy ha, đó những con tố chắc thì nó sẽ là như thế này.